Honda City 2023 mới ra mắt Việt Nam là phiên bản nâng cấp của thế hệ thứ 5 đã gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B. Mẫu xe này không thay đổi nhiều về ngoại hình, nhưng nâng cấp đáng kể đến từ tiện nghi và an toàn. Thời gian gần đây, thị trường xe cũ ở Việt Nam đang gặp khó khăn khi người dân ngại mua những thứ tiêu sản như ô tô. Rất nhiều dòng xe dù mới được người dùng sở hữu, nhưng đã giao bán với khi mới chỉ chạy được vài nghìn km. Đặc biệt, Honda City mới đây đã có bản nâng cấp và hiện đã có xe cũ giao bán, trên thị trường nhận được sự quan tâm lớn của người dùng. Theo thông tin người dùng đăng tải, một chiếc xe Honda City RS 2023 đăng ký biển tỉnh Hải Phòng đang được giao bán khi mới lăn bánh được 1.000 km. Chủ nhân cho biết, mức giá mong muốn nhận về khi bán City RS 2023 là 569 triệu. Trong khi đó, giá lăn bánh lúc mới là 648 triệu, tức lỗ gần 100 triệu. Đối với khách hàng chấp nhận mua xe, đây rõ ràng là món hời để sở hữu Honda City RS 2023 vào thời điểm này. Là bản nâng cấp nên City 2023 không thay đổi khung gầm, kích thước và phong cách thể thao nhất phân khúc vẫn được giữ nguyên. Ngoại hình của Honda City 2023 cải tiến nhẹ, ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt dạng tổ ong, giải chrome cỡ lớn đặt ngang phần đầu. Hai bên là hốc gió cũng cải tiến và tích hợp đèn sương mù LED. Xe vẫn dùng bộ mâm dạng phay bóng 15 inch và đèn hậu nổi khối, điểm mới là khoách lưu gió của xe lớn hơn. Vào đến nội thất, Honda City 2023, với điểm nhấn là xe có chi tiết giả da đỏ, kết hợp màu đen quen thuộc gia tăng tính thể thao. Ngoài ra, những chi tiết khác của City 2023 không thay đổi so với đời cũ. Không gian xe vẫn rộng rãi nhất phân khúc sedan hạng B. Honda City 2023 dẫn đầu phân khúc nhờ gói an toàn Honda Sensing với những tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo trạch làn, đèn pha tự động và điều khiển hành trình thích ứng. Với gói an toàn trên, Honda City 2023 đang là xe hiện đại nhất phân khúc sedan hạng B so với Toyota Vios, Hyundai Accent ở khả năng bảo vệ khách hàng. Honda City 2023 dùng động cơ 1.5 lít công suất 119 mã lực và 145 Nm mô men xoắn cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Thank you.